Anh đang cởi chân á. Mơ lên, mơ lên. Tự nhiên giờ này thấy thèm quá trời ta. Thèm cái gì ông nội? Thèm thịt mấy đứa chân dài. Ước gì giờ này con em chân dài cỡ 1m70 hen, đem vô mà nấu lẩu hen, tao cạp tới xương ống luôn. Mùa dịch này đâu có ra đường được, thấy dưới quê chưa? Buồn buồn cái đi ra đồng ra ruộng mò cua bắt ốc rồi thọc hang. Cô Ba Trinh ơi, tại sao cô Ba Trinh không có người yêu vậy? Tại vì không có ai cô Ba Trinh hết á. Giúp đỡ người bệnh tật đi anh. Ủa chị bệnh gì vậy? Đẹp mà khùng. Khùng mà biết mình đẹp, tự tin thế ớn luôn. Đây mua làm chưa? Chừng dạ. Nào sổ? Sổ rồi. Sổ hồi nào? Hôm qua. À, ủa sổ rồi bán tôi chi nữa? Bộ chị té giếng hả? Đúng rồi. Ấy ơi, trà sữa tôi mời. Uống rồi thì phải nhận lại tôi nghen. Thấy con bò kia không? Nó giống như anh vậy á. Gặp ai anh cũng hút hết trơn. Đi phụ hồ mà cái bộ đồ tôi thấy nhìn bắt ghét. Trời, mày guốc nữa chứ. Đi phụ hồ mày dở sắp màu đỏ. Cũng lạy luôn á. Nhìn con cạp. Ê, tôi lộn không? Mời mày bước vô, tao đâu xin mời mày bước vô. Suy nghĩ cho kỹ vào con trai, lỡ không thôi bị đánh má mày không biết con ai. Tội cho thằng đú, giả là thằng mù. Gặp tao đừng có chạy, suốt đời mãi là thằng đù. Bạn của mày là thứ dữ, bạn tao đọc sách ngạn thư. Đây nè, đây nè. Để anh nói cho mấy con dịch Covid nghe nè. Mấy cưng đừng có làm loạn ở Việt Nam nữa nghe không. Mấy anh em Việt Nam tao không có sợ đâu. Mấy anh em Việt Nam của tao chỉ sợ vợ thôi, chứ không có sợ dịch. Long An thì mưa gió bão bùng. Không cho em phòng má mày heo anh vô mùng. Cho nắm tay có được không? Thôi má la đó, má nói nắm tay có bầu á. Không tới nổi vậy đâu, nắm tay mà có bầu thì ông trời đâu có tạo ra mấy cái lủng lẳng cho đàn ông. Tạo chi cho nó vướng phải không? Nàng thấy ta nói đúng không? Dạ đúng, vậy chắc xưa má em hù em á. À, đúng rồi đó. Không đụng sao có thai được? Anh khác đó đụng. Anh cho em 500, hồi đó cho em nhiêu? 5 triệu. Bây giờ anh đưa em 500, anh thiếu được 4 triệu rưỡi, cho anh chích một cái được không? Không được. Hay bây giờ anh cưới em đi rồi em cho anh chích. Anh sẽ xin tiền mẹ, nhưng khi nào cưới? Khi nào đổ vỏ đi rồi cưới. Thằng chó đẻ. Chị gì? Giờ em hỏi chị nha.
bây giờ có ổ điện nó bị rỉ nước á, mình nên kêu họ sửa nước hay mình kêu họ sửa điện? Ổ điện bị rỉ nước. Cái mặt nó gì con ma. Em thương, em chở, em che anh mà tại chứ chỉ mình đôi. Dữ gì bà nội. Mẹ đi rồi. Hôm qua tát nước đầu đình, em lội xuống nước, cái quần mất tiêu. Mẹ ra tới kìa. Thằng chó đẻ. Đến đây là kết thúc. Hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo vào ngày mai.